Sư ơi, con có hay cắt clip của sư để đăng vào nhóm kín và gửi cho bạn bè coi. Con cắt vẫn để lại trên kênh YouTube của sư. Sư cho con hỏi vậy có phạm giới trộm cắp không? Con làm việc này với mong muốn chia sẻ mấy khúc hay hay với bạn con chứ không có ý bất kỳ ý xấu nào khác. Nó có hai vấn đề sư yêu cầu. Một là không được chèn quảng cáo, tức là không được dùng vào bất kỳ mục đích kinh doanh nha, hoặc là dùng để kêu gọi cho bất kỳ việc gì. Cái thứ hai là không thêm bớt bất kỳ chỗ nào. Thêm ở đây tức là thêm phụ đề mà sư không có nói. Tại vì có trường hợp á, là có vị cắt một cái đoạn video của sư, thì sư thấy cũng cái đoạn cắt đó thấy cũng hợp lý. Chỉ có điều là người ta để cái tiêu đề chèn lên trên cái video á, là xin thường niệm A Di Đà Phật, thì nó lại nằm ngoài cái chủ trương của sư, hiểu không? Cho nên là thôi, tốt nhất á, là quý vị có cắt thì gửi cho sư để sư duyệt qua. Chứ còn đôi khi quý vị cắt rồi quý vị để cái gì trên trời dưới đất đó, rồi bắt sư chịu trách nhiệm thì tội nghiệp sư lắm. À, đương nhiên đó chỉ là lời đề nghị của sư thôi. Còn quý vị làm như thế nào thì ai cấm cản gì quý vị được. Tuy nhiên như sư nói đó, cái việc cắt video của sư thì được chia sẻ thoải mái, nhưng mà sư yêu cầu là giữ nguyên giùm sư và không sử dụng vào mục đích kinh doanh, chỉ thế thôi. Chứ còn pháp thì mọi người có thể chia sẻ thoải mái, không vấn đề gì hết.